ghế qua nhà cô làm gì có thương sáng chơi con nước mơ bình yên con về đêm hồng bên bạn bè năm xưa nhà mình vui như bao ngày tết có cô làm gì về thăm thêm cháu nhỏ mẹ A05 nhá. Và em đang đánh ghép cùng cặp loa Mission cặp loa 753 nhá. Nguồn phát thì lấy nhạc từ YouTube ạ. Và xuất qua cổng USB nhá. Giải mã qua cục dàn Onkyo LFR7. Đây. Xuất tín hiệu analog xuống âm ly Pioneer để nghe nhá. Hiện tại em đang nghe bằng nhạc số nên là mình sẽ dùng cái cục âm ly này để giải mã nhạc số á, sau đó chuyển sang tín hiệu analog để khuếch đại ra loa nhá. Chất lượng ngon mùa rẻ thì kiếm một cục dàn mini của Onkyo này, cái dòng mà có cổng USB Type-P ấy, hoặc là cục đề nông cũng được. Một số cái dòng đấy, hiện tại những cái dòng này thì giá nó rẻ, nó chỉ khoảng 1 đến 2 triệu thôi, nhưng mà tín hiệu âm thanh giải mã nhạc số rất là hay so với cả những cái cục mà giải mã nhạc số tầm vài triệu trở lại của Trung Quốc thì nó tốt hơn rất nhiều, hiệu quả hơn. Chỉ có cái là hình thức nó sẽ to hơn thôi. Hiện tại em đang nghe nhạc YouTube nhé. YouTube xuất nhạc số và cổng USB này. Cổng USB này sang cổng Type-P nhé. Xuống cục Onkyo này và xuất tín hiệu âm thanh ngược lại cục âm ly Onkyo A05 ạ. Đang đánh bằng cặp loa Mission 753. Dạo phố gần bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nam vơ chẳng quen hùng ơi loa ba đường tiếng nhá, chẳng nhìn đôi ngọn nguồn đâu phải do hai chung và hai bát ạ. Nửa sao người ơi sâu nhớ chiều
chiều mưa đổ mưa nhau, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Em cảm ơn các bác đã theo dõi nha.